Chiều tối ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh Bình Dương, tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức lễ ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng mùa hè xanh năm 2024. Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng mùa hè xanh và hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương được tổ chức tại huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận năm 2024 với khẩu hiệu là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, đi dân nhớ, ở dân thương, thể hiện tinh thần tình nguyện và mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Bình Dương. Theo ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương, chiến dịch năm nay các lực lượng sẽ ra quân với hai đội hình chuyên thực hiện công trình thanh niên, tô điểm bờ kè biển, dọn dẹp sơn, trang trí 1 km bờ kè, cải tạo cảnh quan bờ biển, công trình thanh niên, điểm sáng an ninh, diễn văn nghệ. Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương sẽ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng ở các địa phương, gồm trao tặng tuyến đường ánh sáng an ninh, công trình thanh niên với 200 lá cờ tổ quốc, 50 phần quà cho người dân và thanh thiếu nhi khó khăn, 50 thùng rác tại khu dân cư kiểu mẫu xã Ngũ Phụng, 200 suất khám bệnh, phát thuốc miễn phí và quà tặng cho người dân khó khăn, cùng 50 túi thuốc y tế và cờ tổ quốc cho bà con ngư dân tại huyện Phú Quý, Bình Thuận.